chị Long Nhiên. Long Nhiên. Nhiên đâu? Nhiên Nhiên. Tôi không nói trước. Tại vì chị Don già hiểu. Không nói trước là chuẩn bị. Chị muốn người khác chuẩn bị không? Để kêu người khác. Vậy là tới chị Thu. Dạ chị. Chị Thu chuẩn bị nha. Nào à? Chị Thu là. Chị về rồi. Nguyễn Thu. Chị giận chị về. Dạ, giận cho giận luôn. Chưa chuẩn bị giống như chị đâu. Lâu rồi.